Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Động Commenter. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ truyền tay cho các bạn một cây kiếm Colette RGB. Thực ra mình đùa tí thôi, chứ đây là một cây Sao 3 tới từ Sao Blaster. Đây chính là chiếc katana. Sao 3 đang là một trong những xu hướng âm thanh hi-fi cực kỳ hot trong thời gian gần đây. Nó có những điểm mạnh như là nó có thiết kế nhỏ gọn, có thể đặt được ở bất kỳ đâu, cũng như là chất lượng âm thanh của nó mang lại cũng rất là tốt. Và tất cả những hãng lớn từ bình dân cho tới cao cấp đã sản xuất ra những chiếc Sao 3 của riêng mình. Với những hệ thống của PC thì các bạn có thể biết là Razer đã cho ra chiếc Leviathan, một chiếc Sao 3 đã được rất là nhiều ưa thích trong thời gian gần đây. Và với Creative, một trong những hãng lớn về âm thanh, cũng không nằm ngoài lệ. Và họ đã cho ra mắt chiếc Katana, một trong những chiếc Sao 3 có chất lượng cực kỳ tốt. Về mức giá của nó sẽ không rẻ đâu, nhưng mà về chất lượng âm thanh của nó là rất là tốt. Katana được thiết kế với hai phần loa chính là phần Sao 3 và phần loa sub. Phần Sao 3 của Katana được thiết kế rất là cao cấp với bề mặt bằng kim loại phay xước, được phủ lên toàn bộ mặt trên. Hai loa mid-bass được bố trí cân đối ở hai phía, ở giữa là logo Sao Blaster X, và toàn bộ phím điều khiển sẽ được nằm ở mặt trên, nằm ngay chính giữa để các bạn có thể dễ dàng thao tác. Nó sẽ bao gồm những phím như là phím tắt mở kết hợp với cả phím Bluetooth, phím tăng giảm âm lượng, phím chuyển đổi nguồn phát và một phím SPX đặc biệt để các bạn có thể chuyển đổi giữa những cài đặt âm thanh khác nhau. Phía trước được bọc kim loại để bảo vệ cho những thành phần linh kiện ở bên trong. Khi chuyển chế độ hay là tăng giảm âm lượng thì loa sẽ sử dụng một loạt bóng LED màu trắng ở đằng trước để cho người dùng biết là mình đang ở chế độ nào hay là ở mức âm lượng là bao nhiêu. Bên trái là một cổng hồng ngoại bé bé để có thể nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa đi kèm. Tất cả các cổng kết nối đều được bố trí ở mặt sau, bao gồm cổng nguồn, cổng kết nối với cả loa sub đi kèm, cổng microphone, cổng tai nghe, cổng AUX in, rồi là âm thanh quang optical, cổng USB để có thể kết nối với những thiết bị lưu trữ bên ngoài để các bạn có thể kết nối một cách trực tiếp. Với số lượng cổng kết nối như vậy thì khả năng kết nối của Katana là cực kỳ đa dạng, từ TV, PC, laptop, điện thoại, console, tai nghe hay kể cả là microphone đều có thể kết nối cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng, nó đáp ứng được tất cả những yêu cầu của các bạn. Phía dưới có hai chân với lớp cao su chống trượt trong những trường hợp mà kiểu như âm thanh nó sung quá làm di chuyển cả loa. Và điểm đặc biệt cũng như là nổi bật nhất của chính chiếc Katana này, đấy chính là giải LED RGB 16,8 triệu màu được đặt ở ngay phía dưới Sao 3, bao gồm 49 bóng LED rất sáng và đẹp mắt. Với nhiều chế độ LED các bạn có thể tùy chỉnh được bằng phần mềm Sound Blaster Connect ở trong Windows. Mỗi chế độ âm thanh sẽ có một màu sắc khác nhau cực kỳ ấn tượng. Chính nhờ giải LED này mà nó đã làm cho Katana nó không chỉ là một chiếc Sao 3 thông thường, mà nó còn là một vật trang trí cực kỳ nổi bật trên bàn làm việc hay là phòng khách của các bạn. Loa sub được làm khá là gọn gàng với cả thiết kế rất là cao cũng như là rất mignon, nó kiểu như là các bạn vừa gầy vừa cao ấy, chứ nó không được làm kiểu vừa lùn vừa béo như là chúng ta thường thấy. Bên trái sẽ là một phần driver siêu trầm có kích thước rất là lớn, là 133mm. Phía trước sẽ là lỗ thoát hơi cùng với cả logo Sound Blaster. Sound Blaster X Katana là một chiếc Sao 3 được hãng hướng tới những đối tượng người dùng cao cấp về xem phim cũng như là chơi game. Thế nên hãng đã trang bị bên trong nó rất là nhiều công nghệ nổi bật. Hệ thống DAC 24bit cùng với 5 driver, 4 driver nó sẽ nằm ở trên phần Sao 3 và một driver nằm ở loa sub hỗ trợ giải mã âm thanh vòm Dolby Digital. Không chỉ vậy, Creative còn sử dụng đến 3 mạch AM để đánh 5 driver loa. Tất cả đều được điều khiển bởi DSP độc quyền của Creative. Tổng cộng công suất mà các bạn có thể đạt được là 150W, hoàn toàn có thể đủ cho một căn phòng khách rộng rãi của các bạn. Trong quá trình test chiếc Sound Blaster X Katana thì mình đã sử dụng chuẩn kết nối của nó là USB với cả một chiếc PC, và nó phải sử dụng là chuẩn kết nối USB với cả những thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows thì các bạn mới có thể tận dụng được tối đa những công nghệ ở bên trong nó. Các bạn phải có như vậy thì các bạn mới có thể sử dụng được giả lập âm thanh vòm 7.1, các bạn mới có thể sử dụng được phần mềm Sound Blaster X Connect, và khi đó các bạn mới có thể điều chỉnh được hệ thống LED ở trên chiếc loa này. Và bởi vì nó hướng tới đấy chính là những người dùng cao cấp về xem phim cũng như là chơi game, thế nên mình sẽ test phim và game đầu tiên dành cho các bạn. Thử nghiệm với cả một số game thông dụng như là LOL hay là Dota 2 thì nhờ vào công suất lớn và âm thanh ở trong game sẽ được tái tạo một cách vô cùng sống động, mang lại cho chúng ta rất là nhiều cảm giác, và nó nhiều cảm giác hơn là khi các bạn sử dụng tai nghe. Tuy nhiên khi thử với cả những game bắn súng như là CSGO, một game cần định hướng vị trí tốt, thì ngay lập tức Sao 3 đã để lộ ra những điểm yếu của mình. Tuy là những tiếng động như là tiếng súng, tiếng bước chân vẫn được thể hiện vô cùng đã tai, nhưng việc định hướng âm thanh lại khá là khó khăn, đặc biệt là những âm thanh ở phía sau, bởi vì dù sao đây cũng chỉ là một chiếc Sao 3, nó về bản chất nó chỉ là một hệ thống âm thanh 2.1 mà thôi, và đa kênh của nó là đa kênh giả lập. Khi mình thử nghiệm với cả một số bộ phim Blu-ray thì chất lượng âm thanh của nó cũng tương tự như là khi chơi game. Âm thanh rất hoành tráng và rõ ràng, nhưng nó lại không thể hiện tốt được hiệu ứng âm thanh vòm. Khoảng cách tốt nhất mà các bạn ngồi với loa đấy chính là khoảng cách ở khoảng 2.5m. Bởi vì nếu như các bạn ngồi quá xa thì âm thanh sẽ trở nên co cụm lại và nó sẽ không được cảm giác như là âm thanh nằm ở phía hai bên nữa. Khi mà mình sử dụng chiếc Katana này và đặt nó ở ngay trước màn hình máy tính thì mình chỉ dám đặt âm thanh, mức âm thanh của nó là 50% mà thôi, bởi vì thực sự âm thanh của nó là quá to mồm.
Ngay cả những bản nhạc nhẹ nhàng như là acoustic thì mức âm lượng từ 25 cho tới 30% là đã đủ để cho các bạn thưởng thức rồi. Đối với những thể loại như là EDM thì các bạn có thể tăng lên khoảng thêm 1 đến 2 mức nữa thì đã quá đủ cho khoảng cách là từ 60 cho tới 80 cm. Chất lượng âm thanh của Katana là rất ấn tượng. Nó có một giải bass đánh phải nói là cực kỳ căng, cũng như là chất lượng nó đánh rất là nảy luôn, và nó tạo cho các bạn một cảm giác rất là phấn khích. Kết hợp với cả giải trung âm của nó rất là trong trẻo và chi tiết thì đây là một bộ loa mình có thể nói là nó rất là đa dụng và rất phù hợp với cả nhiều nhu cầu khác nhau. Về chất lượng âm thanh thì mình sẽ miêu tả như vậy thôi, chứ mình sẽ không thu lại cho các bạn nghe, bởi vì việc thu lại như thế là nó hoàn toàn vô nghĩa. Các bạn hãy cứ tưởng tượng là âm thanh khi qua một lần mic, sau đó nó qua một lần loa của các bạn thì nó đã bị biến đổi đi rất là nhiều rồi. Nói chung các bạn nên cứ trực tiếp nghe thử thì các bạn sẽ biết được chất âm của nó sẽ như thế nào. Vừa rồi là mình những đánh giá của mình về chiếc Katana, chiếc Sound Blaster X Katana. Ý kiến của bạn như thế nào về chiếc Sound này hãy comment phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.